nó bị lừ đừ á mẹ. Bà xã có ăn lương không? Không. Ẩm bị đâu? Ẩm đụng cái mận. Cái mận đâu con? Đi leo lên cái mận luôn hả? Bỏ dép ra mới leo lên được. Bỏ dép ra đi. Rồi bỏ xuống mẹ đi. Rồi. Rồi cho đi leo lên cái mận đi. Leo lên con. Rồi ôm vô cái cây gì đi té. Ngồi lên. Không ôm. Rồi. Rồi ba mèo xích ra. Sao không nổi? Đứng lên. Đứng lên con, đứng lên đi. Đứng lên đi ba. Đứng lên đi. Đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Không nổi, nổi con vịn vô đi, con vịn vô. Vịn vô. Rồi. Rồi, nổi ăn đi. Nổi. Con vịn vô cây á, ba mèo không chỉ con. Vịn vô đâu?